cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu phần 2 của chương trình truyền hình nhiều kỳ Phép Lạ Cha Diệp, Trương Bửu Diệp Foundation xin chân thành cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt thành của quý vị với phần 1 của Phép Lạ Cha Diệp. Ngay sau khi vừa được phát trên truyền hình, đã có nhiều quý vị gọi về văn phòng để bày tỏ sự hưởng ứng và yêu cầu bản DVD để gửi cho người thân ở xa. Nhân dịp này, chúng tôi xin nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ Phép Lạ Cha Diệp không chỉ được phát trên kênh 57.5 vào 9 giờ sáng mỗi thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19, mà còn được post trên website truyenbuổidiep.org. Những câu chuyện Phép Lạ Cha Diệp cũng sẽ in thành sách để phân phát miễn phí cho mọi người. Đặc biệt, quý vị ở xa xin gọi cho hội tại 714-537-8159 và 714-362-6608 hoặc email tại info@truyenbuổidiep.org. Phần 2 của chương trình Phép Lạ Cha Diệp xin được bắt đầu với ơn cứu mạng xảy ra cho chị Nguyễn Thị Thu Hà tại thành phố Orange, California. Nguy cơ tử vong đã rất gần khi chị Hà bị sốt cao, bụng ngày một phình ra do sót nhau sau khi sinh tại nhà. Tình hình càng nguy cập hơn khi chị gần như hôn mê, khó thở, mà nhà chị thì quá xa bệnh viện. Làm sao chị có thể thoát được tình trạng thập tử nhất sinh khi tính mạng của chị như nghìn cân treo sợi tóc này? Em là Nguyễn Thị Thu Hà. Ở đây thì ở thành phố nào chị? Orange. Orange. Em ở Orange. Thành phố Orange. Được biết là chị có những cái câu chuyện về ơn lành của cha xảy ra cho chị. Dạ. Chị vui lòng kể lại cho khán thính giả của chương trình truyền hình Trương Bửu Diệp được không ạ? Dạ, được. Em kể ra cũng như em tạ ơn cha và em làm sáng danh cha là người đã giúp đỡ em trong một việc sống chết đó. Dạ. Thì bây giờ em nhớ hoài khắc ghi trong đời em. Hôm nay có dịp em đến đây và em chia sẻ với em nói những phép lạ mà cha đã ban cho em. Là năm 1998 á, em sanh đứa gái Úc á, sau cùng là em ở quê mà sanh mụ dương á, tức là người mụ ở quê là không phải đi đến nhà bảo sanh mà đi tới tận nhà sanh mình đó. Khi mà em sanh đứa con được 3 ngày thì trong 3 ngày đó em bỏ ăn bỏ uống vì người mụ không lấy được sạch cái nhau của người đàn bà ra đó. Cái khi đó em không biết, từ ở quê em không biết, cái bụng em nó cứ to dần nó to lắm. Mà đến đó là ngày đó là ngày thứ tư rồi, ngày thứ tư rồi. Em cảm thấy trong người em nặng, nặng ngực, không thở được nữa. Cái em á, từ chiều đến tối em nói chồng em là em cảm thấy nặng nề trong người, em không ngồi nổi. Chồng em mới chạy lên nhà nói với bà mụ là bây giờ vợ tôi sanh mà giờ nó bị cái bụng nó to như vậy. Bà biết, bà là mụ, bà biết em bị sốt nhau rồi. Nhưng bây giờ bà né luôn, khi đó là bà lánh mặt luôn. Chồng em lên nhiều lần, bà cứ nói về đi, chút bà xuống nhà, về đi, chút xuống nhà. Mà ông chồng sốt ruột chạy lên nhà 4-5 lần nữa thì bà biến luôn. 6-7 giờ tối là bà lánh mặt luôn. Khi đó bà nói với con gái bà là khi nào mà chồng nó lên đó, là kêu đâm cái lá bồ ngót, đâm một tô lá bồ ngót uống vô. Khi đó chồng em chạy về, con bà nói lại cho bà lánh mặt rồi, khi đó bà trốn rồi. Cái khi đó chồng em chạy về, chạy ra chợ mua cái lá bồ ngót, cũng nghe lời bà, đâm một tô lá bồ ngót xong rồi uống vô. Cái bụng em nó càng ngày nó càng phình to nữa. Nó không bớt tí nào. Nó không bớt tí nào. Em sắp đứng chồng luôn đó anh. Em nặng ngực quá. Em nó cái hơi nó thật lên mà em nó nặng ngực. Em thấy con người em càng ngày càng nặng. Từ dưới chân nặng lên ngực em nặng rồi. Sắp đứng chồng. Cái em nó nói chồng em là anh ơi em hết biết mình rồi. Cái khi đó là chồng em coi như dắt dò anh cổ. Anh chạy đi hỏi hàng xóm ở đâu có xe để đưa vợ đi bệnh viện. Hồi xưa quê cả một xã có mấy chiếc xe du lịch mà đi hợp đồng thôi. Cái là lúc mà em hết biết mình lúc đó là 1 giờ khuya đó. Tới từ cầm cự từ chiều mà đến 1 giờ khuya. Xong bắt đầu cái số em cũng lớn chứ thôi em chết em mất tiêu rồi. Cái xong cái chồng em đi chạy lại hàng xóm, cái ông đó chỉ có còn chiếc xe của ổng chưa đi hợp đồng. Nhưng mà ổng lại bị tiêu chảy, ổng không chạy đi hỏi nữa. Cái số khổ vậy.
cái chồng em khóc, không muốn, muốn lại em, nói anh gắng chở vợ tôi đi bệnh viện. Không, nó không, bây giờ tôi không đi nổi, tôi bị tiêu chảy cả đêm, bây giờ tôi giao xe anh đi đi. Và chồng em lại không biết chạy xe thì làm sao, cái cũng như quýnh quá rồi, anh không biết làm sao nữa. Mà lúc đó ảnh là người lương theo đạo em, anh quýnh quá anh không biết làm sao. Cái ảnh nghe, thường nghe người ta nói cha Diệp linh lắm, nhưng mà trong nhà thì có hình cha Diệp nhỏ 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 nè. Cái ảnh nghĩ là tới cha Diệp, nghe cha Diệp linh thôi chứ ảnh cũng không biết. Cái ảnh chạy về nhà góp một ly nước, cái ly nước bình thường, nước lạnh, nước lọc bình thường thôi, anh để trên bàn thờ, xong anh đọc một kinh lạy cha kính mừng sáng danh. Rồi anh đọc, anh nghĩ em cùng đường rồi, bây giờ anh chỉ còn làm cách đó rồi. Cái là kinh lạy cha kính mừng sáng danh, xong nói cha ơi, cha cứu vợ con, giờ vợ con nó sắp chết rồi, mà giờ con đang kêu xe, người ta kêu giờ người ta đi kiếm tài xế đó, người ta đang kiếm tài xế, chừng nào có tài xế đã người ta mới lại rước vợ con đi bệnh viện, mà giờ cảm thấy đuối rồi. Cái là chồng em đọc lạy cha kính mừng sáng danh, đọc ba kinh, là chồng em bưng vô trong buồng cho em uống cái ly nước đó, em uống cái ly nước đó thôi chứ không có thuốc gì hết, mà tự động cái bụng em nó xẹp, người em nó khỏe khỏe, cái bụng nó xẹp xẹp hẳn luôn. Trong một đêm em ngủ ngon đến sáng, xong rồi một ngày em khỏe đến sáng sớm lại chồng em nói ủa sao mà em im em khỏe vậy nè, em ngồi vậy em đòi ăn, em thèm ăn, thì em gờ cái bụng em nó xẹp, em nhờ uống ly nước đó đó em xẹp xẹp xong đó. Rồi cũng qua một đêm sau nữa thì em mới nằm mơ, qua một ngày đó xong rồi đến tối lại thì đâu cũng 3-4 giờ sáng em đang sanh, có em bé nằm bên á đó, đó. Cái em mơ mơ màng màng trong mơ, chứ mình thức đó chứ mình không phải ngủ mê, nhưng mà giống như có người kêu mình vậy, mà trong cái mơ của mình là bắt mình nhìn xuống dưới chân giường mình á, tức là cái giường em xanh như vậy thì có một cái lu gạo kế bên, dưới chân giường có, nó có lu gạo để con đường đi vô, thì ông cha là ngồi trên cái lu gạo đó, ngồi trên lu gạo mà không có đầu, bằng áo dòng, có áo linh mục em biết chứ, áo dòng đen xong rồi có miếng trắng ở chỗ cổ đó là linh mục đó. Nhưng mà lúc đó là em nghĩ là mình cho mình mơ mơ màng màng chứ không thấy rõ hẳn đâu, không phải là người mình thức hẳn. Nhưng mà nhìn qua thấy ông cha không có đầu, đang ngồi chỗ cái lu gạo đó đó, cái hướng lu gạo chỗ cái chân gần giường nằm mình đó. Cái xong em giật mình em thấy rõ ràng một người linh mục không có đầu. Cái xong cái em giật mình thức giấc, em nói chậm giật mình như mình rùng mình sợ. Em kêu chồng em kêu anh ơi sao kỳ quá, hồi nãy có một ông linh mục ngồi chỗ này mà không có cái đầu, em thấy có cái cần cổ cái áo dòng đi xuống thôi, không có cái đầu. Cái xong cái chồng em nói ủa linh mục mà sao linh mục gì ngộ vậy. Cái chồng em đến sáng mới ra qua quán cà phê á, đối diện nhà em có bà cô, cũng bà cô họ, chồng em mới nói với bà cô đó, bà cũng có đạo á, chồng nói là vợ con nó sanh mà hôm qua kể bệnh tình gì đó, nhưng mà rồi con kêu cha Diệp, nhưng mà rồi hồi đêm qua một đêm rồi, giờ đêm nay thì 3-4 giờ sáng nó thấy một ông linh mục mà không có đầu mà ngồi dưới chân giường nó đó. Thì cô em nói là rồi cha Diệp chứ ai, chỉ có cha Diệp mới không có đầu thôi, tự vì khi chết là cha bị chém đầu. Khi đó chồng em mới chạy về nói với em, nói là ông cha mà hôm qua anh gót ly nước cho em uống đó là ông bị chém đầu. Lúc em ở quê em đâu biết, chỉ biết thờ hình cha thôi. Từ nhưng lúc mà đó chưa chị không biết, không biết gì về cha. Dạ, năm 98 là chưa biết đâu. Xong rồi cái khi đó em sanh xong rồi em mới đi tạ ơn cha. Em lên cha thì em nhớ cái công ơn mà em chết sống nó trở lại đó. Thì trên mộ cha là người ta không có kinh giống bây giờ, chưa lúc đó chưa có kinh của đọc cho cha đâu. Mà em còn nhớ một câu thơ mà em nhớ suốt đời em, là em đọc hằng ngày luôn á. Câu thơ là chị đọc ở trên chỗ mộ cha. Dạ, cái câu thơ đó em mua trên chỗ mộ cha. Là ra về còn nhớ tắc sậy, xứ đạo nhỏ bé xình lầy đường xa, hồng ăn Thiên Chúa bao la, đoàn con lương giáo gần xa giếng người. Hỏi ai đau khổ nhọc nhằn, nguyện xin cha thánh đỡ đằng ủi an. Hỏi ai đau khổ gian nan, nguyện xin cha thánh lo toan mọi bề. Hỏi ai đau khổ đường về, nguyện xin cha thánh tràn trề hồng ân. Em thuộc lòng chị cái thuộc câu lòng đó mà. Sau cái buổi viếng thăm đó. Sau cái buổi viếng thăm đó mà em giữ cái câu thơ này, em đọc suốt cuộc đời em, là con em năm nay 14 tuổi rồi. Đây là con bé út của em đó. Tức là em chỉ đọc một lạy cha kính mừng sáng danh rồi em đọc một câu thơ đó. Mà khắc ghi trong đầu em là người đã cứu em sống được như vậy đó. Tức là qua câu chuyện này tôi thấy một điều, tức là lúc đó trong nhà đã có biết về cha. Có để hình cha trên bàn thờ. Nhưng mà chị chưa không đến hiểu, miếng mộ. Chưa đến miếng mộ lần nào. Cái vùng chị ở là vùng nào lúc đó? Em ở Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai gần Phan Thiết lắm. Tức là đi đến thăm cha cũng phải xa lắm à. Xa lắm. Nhưng mà sau này em được ơn cha rất nhiều, rồi nhiều lắm. Tôi hỏi thăm thêm, tức là vậy thì lúc đó ai là cái người đưa hình cha Diệp về nhà chị? Dụ như chồng em đi tới những cái chỗ nhà sách đâu đó.
Xong rồi vợ chồng em như đi hành hương chỗ này chỗ kia thì thấy hình cha Diệp, và ta nói cha Diệp này linh thiêng. Rồi xong rồi chuộc hình về nhà để thờ. Nhưng mà chưa đến mộ cha, chưa biết cái cha chết như thế nào, chưa biết gì hết. Lúc đó em mới lập gia đình, em cũng chưa hết biết gì hết. Rồi hết sau này mới biết nhiều. Rồi đến cái lúc mà chị đang thập chữ nhất sinh như vậy thì chồng chị lại nhớ đến cha. Nhớ đến cha, trong nhà có lúc đó bí lỗi quá, không biết làm sao. Bí lỗi quá, và không biết làm sao. Cũng kêu Chúa, kêu đồ tùm lum hết. Nhưng mà lấy cái hình cha ra, anh kể lấy hình cha ra xong rồi gót một ly nước để trước mặt cha đó. Rồi bắt đầu đọc kinh lạy cha, kính mừng sáng danh. Xong rồi kêu cha ơi, cha cứu vợ con nghe cha linh lắm. Con không có đạo nhưng mà giờ vợ con nói vậy đó, sanh bây giờ bụng nó to vậy, giờ nó đúng chồng, em đứng cho em hết biết mình rồi anh. Em nặng ngực giống như một cối đá mà nằm trên ngực em. Em hết biết mình rồi mà. Sau đó chị có đi lại bác sĩ không? Đi lại dạ không, em không đi đâu nữa. Sau đó là không đi đâu nữa. Dạ là đến bây giờ em không đi. Không biết tại sao lại hết. Dạ dạ, chị biết tin vào cha. Chị uống vào cái ly nước đó thôi. Là nó xẹp lại cái bụng em mà em khỏe. Cái việc mà cha Diệp cứu em sống á, là em không bao giờ quên. Nhớ hoài không bao giờ quên. Nhớ hoài. Trong đầu em. Đó là thập tự nhất sinh rồi, đến lúc gần chết rồi. Giờ sống chết của em nói cho con em biết. Là lúc nào trong một ngày em đọc kinh thì cái kết cục của em trong cậy cũng có cha Diệp trong đó. Lúc nào em cũng dạy con em như vậy mà em cũng như vậy. Tự vì em nó khắc nghi trong đầu em là là lúc em ở Việt Nam là em nghĩ là có Diệp em sẽ làm sáng danh cha. Đó, chuyện mà phép lạ cha đã ban ơn cho gia đình em đó. Nhưng mà em chưa có Diệp. Hôm nay em qua đây em nghe nói là ở đây có cha. Tại sao chị biết cái văn phòng ở đây? Dạ em có người thân em ở đây, có đến cầu nguyện rồi. Dạ cho em địa chỉ. Hôm nay lần đầu tiên em đến đây. Dạ. Nhưng mà em đến đây trước tiên em bước vô là em nói chị là em muốn làm sáng danh cha. Từ ở Việt Nam em đã muốn làm như vậy mà chưa có gì. Những cái bức tượng chị cha chị thấy ở đây là từ tác giả đưa về đó. Dạ em biết. Em có chụp hình những bức tượng này. Hồi ở Việt thăm... Nam. Dạ dạ dạ. Hay quá. Dạ, câu chuyện đó của chị rất là cảm động. Dạ. Và nó xuất phát từ cái trái tim của chị. Dạ. Thì hôm nay em cũng chia sẻ với anh, với em những lời nói của em tạ ơn cha. Ý em muốn tạ ơn cha vì cha đã cứu mạng em như vậy. Và gia đình của em là mang ơn cha rất nhiều. Mang ơn nhiều lắm. Em nợ cha rất nhiều ơn mà cha đã cầu bầu cùng Chúa cho em được ngày hôm nay. Em muốn là mọi người cũng biết như em và biết cha là làm phép lạ. Và cha thương, cha giúp những người nghèo khổ như em ngày xưa. Đó, em rất là khó khăn nhưng mà chỉ cần một tiếng kêu cứu của em mà cha cũng thương đó. Dù em là kẻ đầy tội lỗi nhưng cha vẫn thương. Đó, em mong muốn là những người mà giống như em là những lúc mình khó khăn quá mình không biết chạy đến với ai, nhưng quanh mình vẫn còn Chúa, vẫn còn mẹ, vẫn còn có cha Diệp. Cha Diệp giống như mình có tội mình không được trực tiếp với Chúa, nhưng qua lời chuyển cầu của cha Diệp là Chúa sẽ nhận lời và ban ơn cho mình. Anh Nguyễn Đức, ngụ tại thành phố Westminster, California, là tài xế xe tải đường dài chạy xuyên bang từ Georgia qua California. Trong một lần đi chở hàng, anh bị lạc giữa khu rừng rậm, một bên là núi, bên kia là vực thẳm, vào lúc chập choạng tối và thú rừng đã xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra cho anh Đức? Xin kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện anh kể sau đây. Cha trương bưu diệp vì danh Chúa nên đã hy sinh. Bên nhàn thành Chúa, cha luôn ghé mắt xuống gian. Dạ, tên tôi là Đức Nguyễn. Tôi ở 14101 Ulick Street. Garden Grove. Thành phố Garden Grove. Cũng gần đây. Dạ, cũng ở gần chỗ này. Dạ. Được biết là anh đến văn phòng hôm nay để có một cái ân lành muốn chia sẻ với mọi người. Xin anh cho là vui lòng cho chúng tôi biết cái ân lành bạn nhận được qua lời cầu bầu cha Diệp. Dạ. Thì sở dĩ mà tôi biết được cái chỗ mà cha Diệp này á là qua cái chương trình TV, là tôi mới biết được cái chỗ này. Mà khi tôi biết được cái chỗ này rồi là tôi nói dứt khoát tôi phải đến đây. Bởi vì tôi nghĩ là mình rất là may mắn, mình được ở gần với cha Diệp, mà mình không đến là một cái điều rất thiếu sót. Thành ra tôi phải đi. Dù là công việc nó rất là bề bộn, busy, nhưng mình cũng phải đến đây để chia sẻ những cái gì mà mình có được, cái hồng ân của cha Diệp đã ban cho mình để giúp mình vượt qua những cái khó khăn
khi mà cái lời cầu nguyện của mình nó đã trở thành hiện thực. Thành ra cái chia sẻ này để cho mọi người thấy rằng đây là một cái rất là huyền bí và một cái rất là về tâm linh. Mà con người của mình ai sống cũng hướng thiện hết. Và ai sống cũng phải cần có cái chỗ dựa về tinh thần. Mà cái chỗ dựa tinh thần là phải có cái đạo đức, phải có cái tâm. Thì mình dựa vào đó để giúp mình vượt qua những cái khó khăn, hay là giúp cho con người của mình mỗi khi mình té mình phải đứng dậy được, chứ mình không có té rồi mình té luôn. Thành ra tôi chia sẻ ở đây là bởi vì á, chính bản thân của tôi có rất là nhiều lần mà mình gặp những cái chuyện giống như chuyện gia đình, rồi cái chuyện ngoài đời, những cái chuyện rất là nhỏ nhặt nhưng cũng phải cần cái cầu nguyện đến Đức Cha. Giống như tôi đang đi lạc trong rừng, tôi nhìn toàn là rừng và tôi nhìn toàn là núi xung quanh tôi, là núi rừng với lại toàn là vực thẳm không à, mà tôi đang chạy xe mà trên cái đường đó là cái đường như là cái đường mòn. Cái này là chuyện sự thật ở Mỹ này luôn chứ không ở đâu hết á. Tôi chạy xuyên bang từ bên Georgia về tới Cali này, chạy qua tới 10 bang lận. Tôi nói kiểu này là chết rồi, mà giờ đó là 7 giờ mấy chiều. Mấy con nai trong rừng là tối mà nhờ mùa hè nó còn sáng một tí. Nai nó ra nó nhìn tôi rồi nó bỏ chạy vô rừng. Là chiều tối mà tôi nói cái cảnh này mà không thoát ra cái rừng này thì đêm nay ngủ trong rừng này như thế nào. Mà cái đường đó đó là cái đường đó, nó gọi là cái đường coi như là đường giống như mình kêu là đường mòn đi. Cái đường đó là cái đường coi ít như người là đi lại. Cái đường đó nó very old đó. Tôi coi như là tôi mới cầu nguyện với Đức Cha. Mà sau cái lời cầu nguyện của tôi rồi á, tôi nói bây giờ chỉ có Đức Cha mới cứu con nổi thôi, chỉ có Cha mới cứu con được thôi, con mới thoát ra khỏi chỗ này thôi, hay là như thế nào đó nó không cần biết. Nhưng mà bây giờ cái tâm lúc đó, cái tâm mình động rồi, mình cầu nguyện nhanh mà phải lái xe nữa, thì tôi nói giống như là một cái màn sân khấu vậy. Thì cầu nguyện chút xíu sao thì giống như trời ơi, sao tự nhiên tôi ra đường lớn trời, mà nãy tôi nhìn toàn rừng không à. Lúc anh đi lạc hay sao? Đấy, đi lạc. Ồ, đang lạc trong một cái đường lạc mòn. Trong đường mòn trong rừng á, mà chiều tối rồi, 7 giờ mấy rồi, nhưng mà mùa hè nó sáng như chút xíu sao á, là tối hù à. Đúng rồi. Đêm nay là mình ngủ nghỉ trong rừng thì như thế nào? Đang lo. À, thì giống như là vừa cầu nguyện xong chưa đầy 3 phút nữa, 5 phút nữa, nói quá đáng. Như một cái màn dở ra sân khấu vậy. Trời ơi, ra đường lớn sao mừng như vậy. Đúng có đường nhựa rồi. Nãy giờ đi đâu có đường nhựa. À, đường mòn là đường đất. Dạ. Nhìn qua bên phải, nhìn qua bên trái. Linh như cha em dẫn quẹo qua trái. Vừa quẹo trái chạy xíu thấy, trời ơi, ngân hàng Wells Fargo đó. Đó chỉ là có thầy thị tứ rồi. Có đèn. Đó là cái mà mình coi như là mình không hiểu được. Và tôi chỉ chia sẻ vậy thôi chứ tôi cũng không giải thích được như thế nào. Cha thì tôi muốn hỏi rõ thêm là mọi khi anh vẫn đi đường đó, sao lần đó anh bị lạc? Hồi đó giờ tôi đâu có đi đường đó, tại vì lần đầu tiên tôi chạy xuyên bang. À, bữa là lần đầu tiên. Giờ lần đầu tiên không là tôi chạy lắm. Xuyên bang. Mà tôi nói là bây giờ mình set up GPS đi thì nó dẫn mình đi là mình đi theo máy thôi. Đúng rồi. Chứ mà biết sao giờ. Ừ. Nhưng mà không biết tại sao tôi phải đi lạc giờ, tôi quá sợ. Đó là một cái chuyện điển hình. Hồi ở Việt Nam tôi cũng có một cái chuyện rắc rối về gia đình. Nói chung cái chuyện rắc rối về gia đình thì cũng là cái vấn đề hiểu lầm thôi. Nhưng mà mình không muốn là cái chuyện rắc rối gia đình nó sẽ đi đến cái đổ vỡ gia đình của mình, là mình không muốn. Cho nên là tôi mới cầu nguyện với cha Diệp. Lúc đó là biết cha rồi. Dạ. Biết, nhưng mà hồi đó giờ mới nghe nó thì chưa cầu nguyện. Thành ra đó là khi đó thì mình cũng tin tưởng. Mình cầu nguyện đại đi. Thầy cha giúp mình hay không biết liền. Đó. Mà bây giờ thì tôi nói với anh là cái gì cũng vậy chứ. Chết đuối là giới cả cũng rơm. Dạ đúng rồi. Thành ra khi đó còn cái chỗ dựa tinh thần cuối cùng lại là cha Trương Bưu Diệp. Dạ. Thì giờ cầu nguyện
chỉ có cha mới biết mình thôi, mới cứu mình được thôi, chứ không ai cứu nữa. Đó. Thành ra tôi cầu nguyện, thì tôi cầu nguyện rồi sao tự nhiên cái chuyện đó là em. Đó. Là tại sao mà tôi biết là do bên vợ tôi, bà má đó, bà cũng đi qua đây. Bà về bà kể, bà nói con, hồi lúc qua gia đình lộn xộn lắm, anh em lu bu, nhà thì đông, mà má cũng buồn lắm. Rồi cái má cũng nghe người ta nói vậy, má cầu nguyện với cha Diệp á, ông cha Diệp cũng lưng lắm á, thì tôi biết qua từ đó. Rồi sau cái gia đình tự nhiên sau đó nó êm hết trơn, đâu có nó vô khuôn hết. Mình nghe bà già nói vậy, mình cứ nhớ cái lời nói vậy hoài, đến khi mình cũng có cái chuyện lu bu, chuyện rắc rối, mình cũng cầu nguyện cha Diệp. Thì là cha đã đổ cho mình. Cha trương bưu diệp nay trên chốn vinh. Nhân chứng ân lành sau đây là chị Đinh Thị Kim Vương, ngụ tại El Monte, California. Nhiều năm qua, chị Vương bị bệnh cao đường trong máu. Vào giữa tháng 3 năm 2013, mức đường trong máu đột ngột tăng quá cao đến mức các đầu ngón tay và chân bị tê cứng, cả người đau nhức. Khi đó trong nhà chỉ có một mình chị, không có ai bên cạnh. Thấy hình cha Diệp treo trên tường, chị chỉ kịp khấn cha cứu chị trước khi hôn mê. Phép lạ xảy ra cho chị như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của chị Vương ngay sau đây. Cách đây khoảng 2 tuần thì em đường em lên rất là cao, lên tới 470 luôn á. À, mức đường trong máu. Mức đường trong máu mà đo ở nhà hàng ngày á. Những ngày trước thì 300 mấy hoặc là 300, 320 lần là em thấy đã mừng. Thì em mới cái võng của em nằm á, thì ngay võng có cái lịch của cha là phở phát tria cho em lâu lắm rồi, hình cha cũ lắm rồi. Em mới thấy nó, mà lúc đó là đầu ngón tay ngón chân em nó tê hết rồi đó, ngón chân tê mà lưỡi cũng tê, ăn vô thì nó tê. Cái em thấy nó rất là tuyệt vọng, em cũng sợ á. Cái em dòm lên cha, cái em nói cha ơi, nếu mà cha không cứu con á thì con chết á. Đường của nó lên rất là cao, con em rất là sợ. Cái em nằm một hồi khoảng rất là lâu, cũng khoảng từ sáng cho tới trưa á, em nằm trên cái võng như thôi, như em lúc đó em rất buồn rồi. Lúc đó không có ai ở nhà hay sao? Không, có mình em, chồng em đi làm, con thì đi học hết, mà đường thì nó cứ cao vậy, người thì đau nhất. Em cứ ngước lên cha, em dòm dòm vậy thôi. Thì bất ngờ á, có một cái sự gì em không biết, nhưng mà nó thật là hay, là em bất chợt em nghĩ lên, trong lòng em nghĩ gì nè, mình phải trị mình thôi, tại vì không có bác sĩ nào hết. Em mới nói với cha trước cái câu đó, em có nói với cha là xin cha cho con á, một là gặp thầy gặp thuốc, hoặc là cho con có tiền con đi về Việt Nam hay về một cái nước nào con có thể chữa được cái bệnh tiểu đường, tại con nuôi hai đứa con của con rất còn nhỏ. Cái em cứ nghe lời trong tâm của em nói nè, không có bác sĩ nào chữa được mình, mà chỉ có mình mới chữa được mình thôi, thì chắc là ý của cha cũng có vậy. Thì bất ngờ em lại nghĩ là một cái cây thuốc nữa, một cái cây lá rất là đơn giản thôi, chỉ có 50 xu một cây thôi đó. Hồi trước thì nó bán đồng cây, bây giờ nó lại hạ giá 50 xu cây. Để là hai cây đó em giống như là cây cành Mỹ vậy đó. Thì em mới nói, em tự nhiên bất ngờ lúc đó như là một cái phép lạ nào em không biết, nhưng mà em nghĩ là có một cái bà ngày xưa đi ngang em nói chứ, cứ mua cái cây này nè ha, mà xay uống. Mà dạo đó em xay em uống cũng xuống đường. Cái em xây nhà em gần chợ đó lắm, em mới lấy xe ra chợ em mua 6 bó, tại vì em thấy nó đồng 2 bó. Hôm trước em đồng 1 đồng cái em mua 3 cái em uống trước, cái em sau thấy nó xuống 1 đồng 2 cái em mua 6 cái 3 đồng em uống. Khoảng chừng nó thật sự á, đúng là một cái phép lạ. Uống khoảng hơn một tuần thôi, em uống chắc uống ly bì chắc chừng tuần hơn tuần thôi. Hồi sáng này em đo nè, hồi sáng này luôn em đo 475 mà mới đo nha, mà mấy cái uống cái nước đó trong vòng, mà khấn cha xong em uống cái nước đó trong vòng á hơn tuần thôi, bây giờ 195 đó. Không ai thể tưởng tượng, mà lòng em rất là mừng. Em mới nói với ông xã em là bắt buộc phải xuống cha. Cái thời gian đầu á em bị á, 2007 em mới bị á, thì nó cũng không có đến nỗi 200 mấy trăm đâu, nó 200 mấy thôi, nhưng mà em kiêng đến nỗi mà em muốn giống như là muốn mình muốn kiệt quệ luôn vậy đó. Tại vì em thì thường thường người Việt Nam chỉ có ăn cơm
mà nếu kiêng cơm thì em không biết ăn cái gì hết, nên em thành ra bị mất sức. Thì bác sĩ mới nói không phải mày, không phải là chị cứ phải như vậy, nó mất sức thì cũng nguy hiểm, tại vì máu em không còn nữa, nó khô, nó giống như nó hết lực á, là em không tối tăm mày mặt té hoài như này nọ thôi cũng nguy hiểm. Bác sĩ nói không được, phải ăn nhiều bữa vô. Cơm thì cơm phải ăn 10 lần, như ăn từ từ. Dạ, năm đầu á, còn bây giờ tự nhiên cái càng ngày nó càng lên, nó 200 thuốc bình thường. Vâng, thuốc bình thường. Ăn kiêng bình thường. Vâng. 200 mấy, 300 là nhẹ, chưa bao giờ xuống 190 mấy như kỳ này. Đúng là một cái phép lạ mà thật sự. Nhưng mà chị là... vừa rồi chị nói chị trước đây đã dùng cái lá gì đó, lá cần Mỹ vậy. Cần Mỹ dạ. Thì trước đây chị đã xài rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà em bỏ qua thời gian là tại vì em uống nó cần Mỹ với lại tất cả cái rau đắng này kia kia nọ nên em không biết cái nào. Đại khái là em không biết cái nào. Mà hôm nay thì em uống một cây cần Mỹ thôi, tức là chỉ có cha nó chạy ra chợ đó, nó mua có hai có cây cần nó về uống thôi mà. Tôi muốn hỏi thêm tí này. Trước đây chị đã dùng các loại rau để mà nghe người ta mách là nó giảm đường huyết. Thì kết quả như thế nào những lần trước dùng? Nó xuống đường cũng bình thường, nó trở lại đường lượng đường bình thường, nhưng mà phải ăn kiêng. Còn bây giờ em uống cái cân hai cái tuần lễ này, cái phép lạ là vậy nè, em bất ngờ thì em lại nghĩ tới cái cây đó. Tại có cái bà, em không nhớ bà nào, chỉ đi ngang qua nói mua cái cây này nè, về xay uống nước là hết thôi, là nó sẽ giảm đường chứ có cho chi. Tức là đi chợ chung với nhau mà họ biết, họ nói vậy. Thì bây giờ cái phép lạ của cha là như vậy nè, em chỉ có ra mua mỗi cây cành đó em uống trong cái tháng này thôi, chứ em không ăn cái rau nào hết. Và hồi trước em ăn đủ thứ rau, em uống đủ thứ, cái Việt Nam mang về đủ thứ nước, đỡ nước để uống, mà giống như là đủ thứ nước tiểu đường này nọ em uống thì em không biết là có cái nào. Nhưng mà lần này thật sự là một cái phép màu của đúng là cha rồi, tại vì em nghĩ là em không có ăn cái nào hết, mà em uống mỗi cái nước này thôi, mà em á hả, em ăn uống bình thường, em ra ngoài chợ em vẫn ăn của đồ họ nấu. Trong lúc đó chị vẫn đang uống thuốc bác sĩ không? Dạ, có uống bác sĩ, tại vì thuốc thì phải không ngừng được rồi. Nhưng mà hồi trước em có uống thuốc bác sĩ, em có uống thuốc dược thảo này nọ, em vẫn lên 300. Em cái lạ là em cái đang nói trong lòng em, cái lạ là thật sự là em nói bằng sự thật đó, không có phải nói quảng cáo hay cái gì hết, là em nói vậy nè. Em không có uống một cây nào hết ngoài cái cây cần đó thôi, mà nó rất là rẻ tiền, mà em nói cha, chứ cha nói đâu cần phải đến bác sĩ nào đâu, tự con làm cho con được mà. Mà em đo lại là 190 mấy, em mới là vui chứ. Nhưng mà em nói đúng là cha rồi. Chị thấy có một sự bất ngờ. Đúng là sự mà bất ngờ. Ý của anh Tuấn sau khi thấy bà xã anh? Lúc mà em cũng nghe bà xã nói vậy em cũng happy lắm không? Lúc mà em nói thôi nếu mình vậy thì mình phải đi xuống giếng cha đi. Mình hồi nào giờ mình cũng cầu khẩn cha rồi. Bây giờ mình giếng cha thử một lần để mình hiểu biết hơn. Nhưng có một lần em dọn nhà dọn cửa, em biết một năm á, em dọn 2-3 cái nhà. Mà bữa mà tụi em nói là không, như là cái nhà ở không được rồi, tụi em mới nói là tối rồi, bây giờ không biết làm sao. Khấn cha chưa biết gì. Khấn xong xuôi phải chừng một bữa trước bữa sau là tối, lúc đó tối luôn á. Là đi tới cái nhà đó, là vô cái nhà, cha hướng dẫn cho tụi em đi tới đó, cái nhà đó rồi á. Nó ra cái nhà rất là dự ý, mà dắt cái giá bình dân. Nó em chưa nói gì. Tới bây giờ luôn. Từ lâu lắm rồi. Mà nhiều cái phép lạ mà không có biết, tụi em không có ngờ. Tụi em cứ khấn rồi bỏ qua thôi à. Kiểu như mình chỉ lờ thôi. Khấn xong rồi lờ đi thôi à. Và cái niềm tin của anh chị vào cha rất là mãnh liệt. Con có được ơn nào của cha không? Con hồi đó thì con không có học giỏi nhiều, mà bây giờ con khấn cha xong con mới học đỡ hơn chút. Còn cái vừa rồi nha, cái này mới là cái ngộ này nha. Tức là thứ năm vừa rồi đó, là cái lễ dỗ gì cha Trương Biểu Diệp mà cho chú phát lên đại đó ha. Cái lòng của em từ ngày xưa tới giờ muốn xuống đây lắm rồi. Những ơn lành trên đây đọc qua tivi thì rất là thích, hỏi ông sáng này mà không biết đường đi. Chứ tại em bên tìm mà. Xong em nói cha nè, tuần này con có việc á nha, cha cho con biết cái địa chỉ là con xuống cha. Thì hôm đó em buồn ngủ, em cũng thức khuya lắm, tụi nó ở nhà nên tụi nó thức cho tới 2-3 giờ sáng em cũng thức luôn. Thì sáng em nghĩ vậy nè, mình phải ngủ cho nó đã chứ không có thức làm gì đâu. Nhà cửa dọn dẹp xong rồi thức làm gì, phải nghĩ tới ngủ 12 giờ. Thì lúc 9 giờ đó, chú phát lên đài hình như 9-10 giờ vậy, lúc đó em không nhớ đâu. Cái em nghe một tiếng chuông điện thoại của con em, tại em ngủ cái trên cái giường của nó trên, còn nó ngủ dưới, nghe chuông điện thoại. Nó vang lâu lắm, tại vì mình ngủ say mà vang điện thoại thì thức dậy. Xong rồi nói trong lòng mình nè, nếu gia đình có chuyện á, kiếm phone em không được mới kiếm phone của con em, hiểu không?
em mới chạy xuống lầu, tại em ở condo em chạy xuống em lấy cái phone, em check không có ai hết, hoàn toàn không có cái phone nào lạ vô hết. Thì em nói thôi đi lên ngủ tiếp chứ phone ông xã em gọi thì cũng để quên ở nhà thì chắc chẳng còn ai, thôi đi ngủ. Ring ring phone nào? Ring phone của con gái em ngoài xe kìa. Nó lại để ngay cái giường của nó, mà nó là iPhone nên nó để đó, nó chơi rồi nó để đó, nó phone reng rất lâu. Mà cháu nó không có ở đó thì nghe hay sao? Nó ngủ say hơn em nữa mà, nó ngủ tại 3 giờ sáng mới ngủ, cho nên mới 9 giờ là ăn ngủ say sưa lắm. Mà em nghe tiếng phone, em đi xét phone không được, em nói thôi em tự lên lầu em đi lên, em nói thôi ngủ luôn chứ hơi đông mà làm gì nữa, ngủ cho nó đã. Thì không có nghĩ là, chú có nghĩ coi cái phòng ông xã em gần đây nè, em ngủ mấy đứa nhỏ mà, cái trong cái lại không có đi ngủ mà lại đi qua phòng mình, nó bật tivi. Mà bật tivi đúng cái giờ là lễ dỗ cha là hết giờ luôn, người ta cho cái địa chỉ với cái số phone lên thôi, em ghi vừa xong cái là cái cảm ơn là nó hết đài luôn. Tức là kỳ không? Ngày hôm nay em xuống là nhờ cái đó mà đi biết địa chỉ đi xuống đó. Tôi liên tưởng là giờ đó chị ngủ rồi. Nhưng bỗng mình vì tiếng chuông đánh thức. Vì tiếng chuông đúng rồi. Đáng lẽ chị đi trở lại ngủ tiếp thì là chị đi ngang vô một cách vô thức thôi. Dạ vô thức thôi. Bật cái tivi. Bật tivi. Tivi đã tắt rồi mà chị bật lên. Bật lên. Mục đích để bật lên là làm gì? Lúc đó thời đó, bây giờ em mới đang hỏi cha là bây giờ em hỏi chú với tất cả mọi người là em muốn đi ngủ mà, đâu phải đi muốn coi tivi. Hay là cái phản xạ thói quen. Không, em cũng không biết, đến bây giờ là em hoàn toàn không biết tại sao mình không đi ngủ mà mình lại đi mật cái tivi. Mà mở tivi nha, bấm 3-4 đài rồi nha, 3-4 đài rồi chán rồi nha. Cái qua chỗ này thì nó lao sao, tại người ta đang ăn nói chuyện lao sao, tính bấm đi rồi. Thì lại thấy là lễ dỗ cha Trương Biểu Diệp. Ô, không để lại coi. Thì đúng cái là cái địa chỉ nó hiện lên với cái số phone. Vì chị đang mong muốn biết địa chỉ. Là cái giờ cuối cùng luôn. Ghi xong là giờ cuối cùng luôn, hết đài luôn. Cái này là cha kêu, cái phone đó là cha kêu. Cái phone đó là cha kêu, bảo đảm với chú. Lại là dùng tivi để mà không, ngủ. Em không có ngủ phòng đó. Phòng của em ngủ không có tivi. Phòng của em ngủ không có tivi mà bên cái phòng kế bên mà nó còn đi xa hơn chút nữa mà em vẫn cứ theo cái thói tự nhiên đi lên đó mở tivi. Mà không có cái đài nào để thích coi đâu nha. Phải cái đài đó cái phim nó mình thích coi á thì mình mới tới mình mở mình coi cái chương trình giờ đó, đúng không? Biết cái giờ đó không có cái nào mình thích hết trơn, nó muốn đi ngủ. Nhưng mà thay vì mình đi tới cái phòng vô cái lầu đi lên vậy vô phòng mình trước thì không vô, lại đi xe qua phòng thứ hai, mở cái tivi đúng cái giờ cha hết luôn. Không hiểu rồi. Thì xong cái tắt tivi đi ngủ. Coi, không biết là em dòm ở đâu mà em biết là chứ em tại vì trên cái giường đi xuống có cái đồng hồ. Chị đến lần đầu đấy hả? Lần đầu tiên mà lại là được cái xong cái địa chỉ đó mới xuống đây. Cảm ơn anh chị đã đến chia sẻ và sắp tới hy vọng có những cái tin tức tốt lành, những ơn lành từ gia đình anh chị tiếp tục chia sẻ cho Trung Việt Foundation ghi thông nhận lại để làm bằng chứng cho sự linh thiêng. Cảm ơn phúc cha ban, qua bao năm miệt mài tin yêu vẫn trung kiên, cuối xin ngài giúp con. Nhân chứng ơn lành kế tiếp là anh Trung Đức Mai và chị Loan Nguyễn tại Westminster, California. Lập gia đình với nhau đã hơn 10 năm, nhưng anh Mai và chị Loan vẫn chưa có con. Mặc dù đã chạy chữa nhiều nơi, nhiều cách, từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, nhưng mãi vẫn không có tin vui. Trong một lần nghe người thân giới thiệu về văn phòng cha Diệp tại Garden Grove, anh chị đã tìm tới và ghi vào sổ sinh khấn vào tháng 4 năm 2012 và đều đặn chủ nhật nào anh chị cũng đến thăm viếng cha Diệp. 2 tháng sau, tin vui đã thực sự xuất hiện khi bác sĩ phụ khoa báo cho chị biết tin tức tốt lành là chị đã có thai. Đến tháng 2 năm 2013, chị đã sanh cháu gái đầu lòng rất xinh xắn và khỏe mạnh. Với niềm vui khôn tả, anh chị đã đến và ghi vào sổ tạ ơn tại văn phòng để tri ân cha Trương Bửu Diệp đã lắng nghe và cầu bầu cho anh chị được thỏa lòng mong ước cháy bỏng trong nhiều năm qua. Dạ, em là Trung Đức Mai. Trung Đức Mai. Dạ. Và bà xã? Loan Nguyễn. Loan Nguyễn. Dạ. Hai em ở thành phố nào? Dạ, Westminster. Westminster. Dạ. Được biết là hai em có một cái ơn lành từ cha Diệp, có thể kể cho khán thính giả của chương trình Trương Bửu Diệp Foundation nghe được không? Ờ dạ, tại hai vợ chồng em cưới nhau là năm 2002. Thì qua đây là thấy sao không có đứa, không có con cái... Suốt mười mấy năm luôn. Dạ không. Dạ. Rồi người ta nói hồi tới cha Trương Bửu Diệp thì khấn coi có được. Dạ. Dạ tới thì
tự nhiên. Tới cha chiên bưu diệp hồi nào? Hồi năm vừa rồi. Thì cầu xin cha nó cha ban ơn cho hai chồng con có đứa con. Mẹ hữu hỷ chứ. Hữu hỷ. Mà 13 năm rồi. Rồi. Tuần nào cũng tới đây. Tuần nào cũng dạ, tới. Chủ nhật tại em đi làm xa, chủ nhật nào cũng về cũng ghé đây, cũng ghé lên thân cha, chủ nhật nào cũng tuần nào cũng tới. Mỗi lần mà tới đây lúc mà phát hiện có thai thì tới lần nào xin cha cho sanh được mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông mà không có đau đớn, bé khóc khỉnh thì đã được y như vậy. Mà thì xong rồi sanh bà xã thì lúc không có đau gì, sanh dạ 5 phút rồi em bé ra. Tuyệt vời. Tuyệt vời mà nó sinh kia kìa. Mà nó ngoan, nó không có khóc cái gì. Im re. Từ ngoài xanh tới giờ không có khóc, không có đêm nào khóc hết đó. Yeah. Chứ đói là cho bú một bình, phạch ra ngủ. Cảm ơn hai em đã chia sẻ một câu chuyện rất là sát thực tế, là mình đến đây, mình cầu xin, mình được. Và mình cảm thấy biết ơn cha Diệp và cầu xin cho mình. Nên em quay lại để tên kiên tạ ơn cha. Rất hay. Câu chuyện của anh Mai và chị Loan đã tạm dừng chương trình truyền hình Phép Lạ Cha Diệp phần 2 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát phần 3 trong chương trình truyền hình kỳ sau. Câu chuyện Phép Lạ Cha Diệp phần 2 cũng sẽ được phát trên trang web truongbuodiep.org và in thành sách để phát ngay tại văn phòng của Truong Bửu Diệp Foundation, số 14231 Euclid Street, Suite E103 và 105, thành phố Garden Grove, Cali 92843. Xin nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ Phép Lạ Cha Diệp không chỉ được phát trên kênh 57.5 vào 9 giờ sáng mỗi thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19, mà còn được post trên website truongbuodiep.org. Những câu chuyện Phép Lạ Cha Diệp cũng sẽ in thành sách để phân phát miễn phí cho mọi người. Quý vị ở xa không thể đến văn phòng hoặc không vào được Internet, xin gọi cho hội tại số 714-537-8159 và 714-362-6608 hoặc email đến info@truongbuodiep.org. Chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phép Lạ Cha Diệp phần 3 kỳ sau. Thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha Truong Bửu Diệp, lạy Cha Truong Bửu Diệp. Amen. Như có người kêu mình vậy, mà trong cái mơ của mình là bắt mình nhìn xuống dưới chân giường mình á, tức là cái giường em xanh như vậy thì có một cái lu gạo kế bên dưới chân giường, có nó có lu gạo để con đường đi vô, thì ông cha là ngồi trên cái lu gạo đó, ngồi trên lu gạo mà không có đầu, bằng áo dòng, có áo linh mục em biết chứ, áo dòng đen, xong rồi có miếng trắng ở chỗ cổ đó là linh mục đó. Nhưng mà lúc đó là em nghĩ là mình cho mình mơ mơ màng màng chứ không thấy rõ hẳn đâu, không phải là người mình thức hẳn, nhưng mà nhìn qua thấy ông cha không có đầu, đang ngồi chỗ cái lu gạo đó đó, cái hướng lu gạo chỗ cái chân gần giường nằm mình đó. Cái xong em giật mình em thấy rõ ràng một người linh mục không có đầu. Cái xong cái em giật mình, thức giấc em nói chậm, giật mình như mình rùng mình sợ. Em kêu chồng em kêu anh ơi, sao kỳ quá, hồi nãy có một ông linh mục ngồi chỗ này mà không có cái đầu, em thấy có cái cần cổ, cái áo dòng đi xuống thôi, không có cái đầu. Cái xong cái chồng em nói ủa linh mục mà sao linh mục gì ngộ vậy. Cái chồng em đến sáng mới ra quán cà phê á, đối diện nhà em có bà cô, cũng bà cô họ. Chồng em mới nói với bà cô đó, bà cũng có đạo á, chồng nói là vợ con nó sanh mà hôm qua kể bệnh tình gì đó, nhưng mà rồi con kêu cha Diệp, nhưng mà rồi hồi đêm qua một đêm rồi giờ đêm nay thì 3-4 giờ sáng nó thấy một ông linh mục mà không có đầu mà ngồi dưới chân giường nó đó. Thì cô em nói là rồi cha Diệp chứ ai, chỉ có cha Diệp mới không có đầu thôi, tự vì khi chết là cha bị chém đầu. Khi đó chồng em mới chạy về nói với em, nói là ông cha mà hôm qua anh gót ly nước cho em uống đó là ông bị chém đầu. Lúc em ở quê em đâu biết, chỉ biết thờ hình cha thôi. Từ lúc đó chị không định, biết, không biết gì về cha. Dạ, năm 98 là chưa biết đâu. Xong rồi cái khi đó em sanh xong rồi em mới đi tạ ơn cha.
em lên cha thì em nhớ cái công ơn mà em chết sống nó trở lại đó. Thì trên mộ cha là người ta không có kinh giống bây giờ, chưa lúc đó chưa có kinh của đọc cho cha đâu. Mà em còn nhớ một câu thơ mà em nhớ suốt đời em là em đọc hằng ngày luôn á. Câu thơ chị đọc ở trên chỗ mộ cha. Dạ, cái câu thơ đó em mua trên chỗ mộ cha. Ừ. Là ra về còn nhớ tắc sậy, xứ đạo nhỏ bé, xình lầy đường xa. Hồng ăn Thiên Chúa bao la, đoàn con lương giáo gần xa giếng người. Hỏi ai đau khổ nhọc nhằn, nguyện xin cha thánh đỡ đằng ủi an. Hỏi ai đau khổ gian nan, nguyện xin cha thánh lo toan mọi bề. Hỏi ai đau khổ đường về, nguyện xin cha thánh tràn trề hồng ăn. Em thuộc lòng chị cái thuộc câu lòng đó mà. Sau cái buổi viếng thăm sau đó. Sau cái buổi viếng thăm đó mà em giữ cái câu thơ này em đọc suốt cuộc đời em là con em năm nay 14 tuổi rồi. Đây là con bé út của em đó. À. Tức là em chỉ đọc một lời cha kính mừng sáng danh rồi em đọc một câu thơ đó. Mà khắc ghi trong đầu em là người đã cứu em sống được như vậy đó. Dạ. Tức là qua câu chuyện này tôi thấy một điều, tức là lúc đó trong nhà đã có biết về cha. Dạ, có để hình cha trên bàn thờ. Dạ. Nhưng mà chị chưa không đến hiểu, miếng mộ. Chưa đến miếng mộ lời nào. Cái vùng chị ở là vùng nào lúc đó? À, em ở Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai gần mình gần Phan Thiết lắm. Dạ, tức là đi đến thăm cha cũng phải xa lắm à. Xa lắm. Dạ. Nhưng mà sau này em được ơn cha rất nhiều, rồi nhiều lắm. Tôi hỏi thăm thêm, tức là vậy thì lúc đó ai là cái người đưa hình cha Nhịp về nhà chị? Dụ như chồng em đi tới những cái chỗ nhà sách đâu đó. À. Dạ. Xong rồi vợ chồng em như đi hành hương chỗ này chỗ kia thì thấy hình cha Diệp và nó nói cha Diệp này linh thiêng. Rồi xong rồi chuộc hình về nhà để thờ. Nhưng mà chưa đến mộ cha, chưa biết cái cha chết như thế nào, chưa biết gì hết. Lúc đó em mới lập gia đình em cũng chưa hết em biết gì hết. Hết sau này mới biết nhiều. Dạ, sau rồi này đến cái lúc mà chị đang thập trường nhất sinh như vậy thì chồng chị lại nhớ đến cha. Nhớ đến cha, trong nhà có lúc đó bí lối quá không biết làm sao. Bí lối quá, dạ không biết làm sao. Cũng kêu Chúa, kêu đồ tùm lum hết. Nhưng mà lấy cái hình cha ra. Anh kể lấy hình cha ra xong rồi gót một ly nước để trước mặt cha đó. Rồi bắt đầu đọc kinh lạy cha, kính mừng sáng danh. Xong rồi kêu cha ơi cha cứu vợ con nghe cha linh lắm. Con không có đạo nhưng mà giờ vợ con nói vậy đó, sanh bây giờ bụng nó to vậy giờ. Nó đúng chồng, em đứng cho em hết biết mình rồi anh. Em nặng ngực giống như một cối đá mà nằm trên ngực em. Yeah. Em hết biết mình rồi mà. Sau đó chị có đi lại bác sĩ không? Đi lại dạ không, em không đi đâu nữa. Sau đó là không đi đâu. Dạ là đến bây giờ em không đi. Không biết tại sao lại hết. Dạ dạ chị biết tin vào cha. Chị uống vào cái ly nước đó thôi. Là nó xẹp lại cái bụng em mà em khỏe. Cái việc mà cha Diệp cứu em sống á là em không bao giờ quên. Nhớ hoài không nhớ hoài. Trong đầu em tức là thập tự nhất sinh rồi dạ, đến đó, gần dạ, chết giờ, rồi. Giờ sống chết của em nói cho con em biết. Là lúc nào trong một ngày em đọc kinh thì cái kết cục của em trong cậy cũng có cha Diệp trong đó. Lúc nào em cũng dạy con em như vậy mà em cũng như vậy. Tự nhiên em nó khắc nghi trong đầu em là là lúc em ở Việt Nam là em nghĩ là có dịp em sẽ làm sáng danh cha. Đó, chuyện mà phép lạ cha đã ban ơn cho gia đình em đó. Nhưng mà em chưa có dịp. Hôm nay em qua đây em nghe nói là ở đây có cha. Em sao chị biết cái văn phòng ở đây? Dạ em có người thân em ở đây có đến cầu nguyện rồi dạ cho em địa chỉ hôm nay lần đầu tiên em đến đây dạ nhưng mà em đến đây trước tiên em bước vô là em nói chị là em muốn làm sáng danh cha từ ở Việt Nam em đã muốn làm như vậy mà chưa có gì. Những cái bức tượng chị cha chị thấy ở đây là từ tắc sậy đưa về đó dạ em biết em có chụp hình những bức tượng này hồi ở Việt thăm. Nam dạ. Hay quá dạ, câu chuyện của chị rất là cảm động dạ. Và nó xuất phát từ cái trái tim của chị dạ. Thì hôm nay em cũng chia sẻ với anh, với em những lời nói của em tạ ơn cha. Ý em muốn tạ ơn cha vì cha đã cứu mạng em như vậy. Và gia đình của em là mang ơn cha rất nhiều. Mang ơn nhiều lắm. Em nợ cha rất nhiều ơn mà cha đã cầu bầu cùng Chúa cho em được ngày hôm nay. Em muốn là mọi người cũng biết như em và biết cha là làm phép lạ và cha thương cha giúp những người nghèo khổ như em ngày xưa. Đó, em rất là khó khăn nhưng mà chỉ cần một tiếng kêu cứu của em mà cha cũng thương đó. Dù em là kẻ đầy tội lỗi nhưng cha vẫn thương. Đó, em mong muốn là những người mà giống như em là những lúc mình khó khăn quá mình không biết chạy đến với ai nhưng quanh mình vẫn còn Chúa, vẫn còn mẹ, vẫn còn có cha Diệp. Cha Diệp giống như mình có tội mình không được trực tiếp với Chúa nhưng qua lời chuyển cầu của cha Diệp là Chúa sẽ nhận lời và ban ơn cho mình. Anh Nguyễn Đức, ngụ tại thành phố Westminster, California, là tài xế xe tải đường dài chạy xuyên bang từ Georgia qua California. Trong một lần đi chở hàng, anh bị lạc giữa khu rừng rậm, một bên là núi, bên kia là vực thẳm, vào lúc chập choạng tối và thú rừng đã xuất hiện.
Chuyện gì đã xảy ra cho anh Đức? Xin kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện anh kể sau đây. Cha Trương bưu diệp vì danh con làm cho con được mà. Mà em đo lại là 190 mấy, em mới là vui chứ. Nhưng mà em nói đúng là cha rồi. Chị thấy có một sự bất ngờ. Đúng là sự bất ngờ. Ý của anh Tuấn sao sau khi thấy bà xã anh? Lúc mà em cũng nghe bà xã nói vậy em cũng happy lắm không? Lúc mà em nói, thôi nếu mình vậy thì mình phải đi xuống giếng cha đi. Mình hồi nào giờ mình cũng cầu khẩn cha rồi. Bây giờ mình giếng cha thử một lần để mình hiểu biết hơn. Nhưng có một lần em dọn nhà, dọn cửa, em biết một năm á, em dọn 2-3 cái nhà. Mà bữa mà tụi em nói là không, như là cái nhà đó không được rồi, tụi em mới nói là tối rồi, bây giờ không biết làm sao. Khấn cha chưa biết gì. Khấn xong xuôi phải chừng một bữa trước bữa sau là tối, lúc đó tối luôn á. Là đi tới cái nhà đó, là vô cái nhà, cha hướng dẫn cho tụi em đi tới đó cái nhà đó rồi á. Nó ra cái nhà rất là dự ý mà dắt cái giá bình dân. Nó em chưa nói gì. Tới bây giờ luôn. Từ lâu lắm rồi. Yeah. Mà nhiều cái phép lạ mà không có biết, tụi em không có ngờ. Tụi em cứ khấn là bỏ qua thôi à. Kiểu như mình chỉ lờ đó. Khấn xong rồi lờ đi thôi à. Và cái niềm tin của anh chị vào cha rất là mãnh liệt. Con có được ơn nào của cha không? Con hồi đó thì con không có học giỏi nhiều. Mà bây giờ con khấn cha xong con mới học đỡ hơn chút. Còn cái vừa rồi nha, cái này mới là cái ngộ này nha. Tức là thứ năm vừa rồi đó, là cái lễ dỗ gì cha Trương bị dịp mà cho chú phát lên đài đó ha. Cái lòng của em từ ngày xưa tới giờ muốn xuống đây lắm rồi. Những ơn lành trên đây đọc qua tivi thì rất là thích. Hỏi ông sáng này mà không biết đường đi. Chứ tại em bên tìm mà. Xong em nói cha nè, tuần này con có việc á nha, cha cho con biết cái địa chỉ là con xuống cha. Thì hôm đó em buồn ngủ, em cũng thức khuya lắm, tụi nó ở nhà nên tụi nó thức cho tới 2-3 giờ sáng em cũng thức luôn. Thì sáng em nghĩ vậy nè, mình phải ngủ cho nó đã chứ không có thức làm gì đâu. Nhà cửa dọn dẹp xong rồi thức làm gì, phải nghĩ tới ngủ 12 giờ. Thì lúc 9 giờ đó, chú phát lên đài hình như 9-10 giờ vậy, lúc đó em không nhớ đâu. Cái em nghe một tiếng chuông điện thoại của con em, tại em ngủ cái trên cái giường của nó trên, còn nó ngủ dưới, nghe chuông điện thoại. Nó vang lâu lắm. Tại vì mình ngủ say mà vang điện thoại thì thức dậy. Xong mình nói trong lòng mình nè, nếu gia đình có chuyện á, kiếm phone em không được mới kiếm phone của con em, hiểu không? Em mới chạy xuống lầu, tại em ở condo em chạy xuống em lấy cái phone, em chắc không có ai hết, hoàn toàn không có cái phone nào lạ vô hết. Thì em nói thôi, đi lên ngủ tiếp chứ phone ông xã em gọi thì cũng để quên ở nhà thì chắc chẳng còn ai, thôi đi. Vậy ngủ. Ring phone nào? Ring phone của con gái em ngoài xe kìa. Nó lại để ngay cái giường của nó, mà nó là iPhone nên nó để đó, nó chơi rồi nó để đó, nó phone reng rất lâu. Mà cháu nó không có ở đó để nghe hay sao? Nó ngủ say hơn em nữa mà, nó ngủ tại 3 giờ sáng mới ngủ, cho nên mới 9 giờ là em ngủ say sưa lắm. Mà em nghe tiếng phone. Em đi xét phone không được, em nói thôi. Em tự lên lầu em đi lên, em nói thôi ngủ luôn chứ hơi đông mà làm gì nữa, ngủ cho nó đã. Thì không có nghĩ là, chú có nghĩ coi cái phòng ông xã em gần đây nè, em ngủ mấy đứa nhỏ mà, cái trong cái lại không có đi ngủ mà lại đi qua phòng mình nó bật tivi. Mà bật tivi đúng cái giờ là lễ dỗ cha là hết giờ luôn, người ta cho cái địa chỉ với cái số phone lên thôi, em ghi vừa xong cái là cái cảm ơn là nó hết đài luôn. Tức là kỳ không? Ngày hôm nay em xuống là nhờ cái đó mà đi biết địa chỉ đi xuống đó. Tôi liên tưởng là giờ đó chị ngủ rồi. Nhưng bỗng mình vì tiếng chuông đánh thức. Vì tiếng chuông đúng rồi. Đáng lẽ chị đi trở lại ngủ tiếp thì là chị đi ngang vô một cách vô thức thôi. Dạ vô thức thôi. Bật cái tivi. Bật tivi. Tivi đã tắt rồi mà chị bật lên. Bật lên. Mục đích để bật lên là làm gì? Lúc đó thời đó, bây giờ em mới đang hỏi cha là bây giờ em hỏi chú với tất cả mọi người là em muốn đi ngủ mà, đâu phải đi muốn coi tivi. Hay là cái phản xạ thói quen. Không. Em cũng không biết, đến bây giờ là em hoàn toàn không biết tại sao mình không đi ngủ mà mình lại đi mật cái tivi. Mà mở tivi nha, bấm 3-4 đài rồi nha, 3-4 đài rồi chán rồi nha. Cái qua chỗ này thì nó lao sao, tại người ta đang ăn nói chuyện lao sao, tính bấm đi rồi. Thì lại thấy là lễ dỗ cha Trương biểu dịp, ô, không để lại coi. Thì đúng cái là cái địa chỉ nó hiện lên với cái số phone. Vì chị đang mong muốn biết địa chỉ. Là cái giờ cuối cùng luôn. Luôn. Ghi xong là giờ cuối cùng luôn, hết đài luôn. Cái này là cha kêu, cái phone đó là cha kêu. Cái phone đó là cha kêu, bảo đảm với chú. Là dùng tivi để mà không, em không có ngủ phòng đó. Phòng của em ngủ không có tivi.
phòng của em ngủ không có tivi mà bên cái phòng kế bên mà nó còn đi xa hơn chút nữa, mà em vẫn cứ theo cái thói tự nhiên đi lên đó mở tivi mà không có cái đài nào để thích coi đâu nha. Phải cái đài đó, cái phim đó mình thích coi á thì mình mới tới mình mở mình coi cái chương trình giờ đó, đúng không? Biết cái giờ đó không có cái nào mình thích hết trơn, nó muốn đi ngủ. Nhưng mà thay vì mình đi tới cái phòng vô cái lầu đi lên vậy vô phòng mình trước thì không vô, lại đi xe qua phòng thứ hai, mở cái tivi đúng cái giờ tra hết luôn. Thì xong cái tắt tivi đi ngủ. Không biết là em dòm ở đâu mà em biết là chứ em tại vì trên cái giường đi xuống có cái đồng hồ. Lần đầu tiên mà lại là được cái xong cái địa chỉ đó mới xuống đây. Cảm ơn anh chị đã đến chia sẻ, và sắp tới hy vọng có những cái tin tức tốt lành, những ơn lành từ gia đình anh chị tiếp tục chia sẻ cho Chương trình Foundation kiến thức nhận lại để làm bằng chứng cho sự linh thiêng. Cảm ơn phúc cha ban, qua bao năm miệt mài tin yêu vẫn trung kiên, cuối xin ngài giúp con. Nhân chứng ơn lành kế tiếp là anh Trung Đức Mai và chị Loan Nguyễn tại Westminster, California. Lập gia đình với nhau đã hơn 10 năm, nhưng anh Mai và chị Loan vẫn chưa có con. Mặc dù đã chạy chữa nhiều nơi, nhiều cách, từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, nhưng mãi vẫn không có tin vui. Trong một lần nghe người thân giới thiệu về văn phòng cha Diệp tại Garden Grove, anh chị đã tìm tới và ghi vào sổ xin khấn vào tháng 4 năm 2012, và đều đặn chủ nhật nào anh chị cũng đến thăm viếng cha Diệp. Hai tháng sau, tin vui đã thực sự xuất hiện khi bác sĩ phụ khoa báo cho chị biết tin tức tốt lành là chị đã có thai. Đến tháng 2 năm 2013, chị đã sanh cháu gái đầu lòng rất xinh xắn và khỏe mạnh. Với niềm vui khôn tả, anh chị đã đến và ghi vào sổ tạ ơn tại văn phòng để tri ân cha Trương Bửu Diệp đã lắng nghe và cầu bầu cho anh chị được thỏa biết qua từ đó. Rồi sao cái gia đình tự nhiên sau đó nó êm hết trơn, đâu nó vô khuôn hết. Mình nghe bà già nói vậy mình cứ nhớ cái lời nói vậy hoài, đến khi mình cũng có cái chuyện lu bu, chuyện rắc rối mình cũng cầu nguyện cho gì thì là cha đã đổi cho mình. Ôi cha Trương Bửu Diệp nay trên chốn vinh quang. Nhân chứng ân lành sau đây là chị Đinh Thị Kim Vương, ngụ tại El Monte, California. Nhiều năm qua, chị Vương bị bệnh cao đường trong máu. Vào giữa tháng 3 năm 2013, mức đường trong máu đột ngột tăng quá cao đến mức các đầu ngón tay và chân bị tê cứng, cả người đau nhức. Khi đó trong nhà chỉ có một mình chị, không có ai bên cạnh. Thấy hình cha Diệp treo trên tường, chị chỉ kịp khấn cha cứu chị trước khi hôn mê. Phép lạ xảy ra cho chị như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của chị Vương ngay sau đây. Cách đây khoảng 2 tuần thì em đường em lên rất là cao, lên tới 470 luôn á. Mức đường trong máu. Mức đường trong máu mà đo ở nhà hàng ngày á. Những ngày trước thì 300 mấy hoặc là 320 lần là em thấy đã mừng. Thì em mới cái võng của em nằm á thì ngay võng có cái lịch của cha là mở phát tria cho em lâu lắm rồi, hình cha cũ lắm rồi, em mới thấy nó, mà lúc đó là đầu ngón tay ngón chân em nó tê hết rồi đó, ngón chân tê mà lưỡi cũng tê, ăn vô thì nó tê, cái em thấy nó rất là tuyệt vọng, em cũng sợ á, cái em dòm lên cha, cái em nói cha ơi nếu mà cha không cứu con á thì con chết á, đường của nó lên rất là cao, con em rất là sợ. Cái em nằm một hồi khoảng rất là lâu, cũng khoảng từ sáng cho tới trưa á, em nằm trên cái võng như thôi, như em lúc đó em rất buồn rồi. Lúc đó không có ai ở nhà hay sao? Không, có mình em, chồng em đi làm, con thì đi học hết, mà đường thì nó cứ cao vậy, người thì đau nhất. Em cứ ngước lên cha em dòm dòm vậy thôi. Thì bất ngờ á, có một cái sự gì em không biết, nhưng mà nó thật là hay, là em bất chợt em nghĩ lên, nó lòng em, trong lòng em nghĩ vậy nè, mình phải trị mình thôi, tại vì không có bác sĩ nào hết. Em mới nói với cha trước cái câu đó, em có nói với cha là xin cha cho con á, một là gặp thầy gặp thuốc, hoặc là cho con có tiền con đi về Việt Nam hay về một cái nước nào con có thể chữa được cái bệnh tiểu đường.
Tại con nuôi hai đứa con của con rất còn nhỏ. Cái em cứ nghe lời trong tâm của em nói nè, không có bác sĩ nào chữa được mình, mà chỉ có mình mới chữa được mình thôi. Thì chắc là ý của cha cũng nói vậy. Thì bất ngờ em lại nghĩ ra một cái cây thuốc nữa, một cái cây lá rất là đơn giản thôi, chỉ có 50 xu một cây thôi đó. Hồi trước thì nó bán đồng cây, bây giờ nó lại hạ giá 50 xu cây là hai cây đó. Em giống như là cây cành cành Mỹ vậy đó. Thì em mới nói, em tự nhiên bất ngờ lúc đó như là một cái phép lạ nào em không biết, nhưng mà em nghĩ là có một cái bà ngày xưa đi ngang em nói chứ, cứ mua cái cây này nè ha, mà xay uống. Mà dạo đó em xay em uống cũng cũng xuống đường, cái em xây nhà em gần chợ đó lắm, em mới lấy xe ra chợ em mua 6 bó. Tại vì em thấy nó đồng 2 bó. Hôm trước em đồng 1 đồng cái em mua 3 cái em uống trước, cái em sau thấy nó xuống 1 đồng 2 cái em mua 6 cái 3 đồng. Em uống khoảng chừng, nó thật sự á, đúng là một cái phép lạ. Uống khoảng hơn 1 tuần thôi, em uống chắc uống ly bì chắc chừng tuần hơn tuần thôi. Hồi sáng này em đo nè, hồi sáng này luôn em đo 475 mà mới đo nha, mà mấy cái uống cái nước đó trong vòng, mà khánh trà xong em uống cái nước đó trong vòng á hơn tuần thôi. Bây giờ 195 đó. Không ai thể tưởng tượng, mà lòng em rất là mừng. Em mới nói với ông xã em là bắt buộc phải xuống cha. Cái thời gian đầu á em bị á, 2007 em mới bị á, thì nó cũng không có đến nỗi 200 mấy trăm đâu, nó 200 mấy thôi, nhưng mà em kiêng đến nỗi mà em muốn giống như là muốn mình muốn kiệt quệ luôn vậy đó. Tại vì em thì thường thường người Việt Nam chỉ có ăn cơm, mà nếu kiêng cơm thì em không biết ăn cái gì hết, nên em thành ra bị mất sức. Thì bác sĩ mới nói không phải mày, không phải là chị cứ phải như vậy, nó mất sức thì cũng nguy hiểm, tại vì máu em không còn nữa, nó khô, nó giống như nó hết lực á, là em không tối tăm mày mặt té hoài như này nọ thôi cũng nguy hiểm. Bác sĩ nói không được, phải ăn nhiều bữa vô. Cơm thì cơm phải ăn 10 lần, như ăn từ từ. Dạ năm đầu á, còn bây giờ tự nhiên cái càng ngày nó càng lên, nó 200. Vẫn uống thuốc bình thường. Vẫn uống thuốc bình thường. Vẫn ăn kiêng bình thường. Vâng. 200 mấy, 300 là nhẹ, chưa bao giờ xuống 190 mấy như kỳ này. Đúng là một cái phép lạ mà thật sự. Nhưng mà chị là... vừa rồi chị nói chị trước đây đã dùng cái lá gì đó, lá cần Mỹ gì đó. Cần Mỹ dạ. Thì trước đây chị đã xài rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà em bỏ qua thời gian là tại vì em uống nó cần Mỹ với lại tất cả cái rau đắng này kia kia nọ, nên em không biết cái nào. Đại khái là em không biết cái nào. Mà hôm nay thì em uống một cây cần Mỹ thôi, tức là chỉ có cha nó chạy ra chợ đó, nó mua có hai, có cây cần nó về uống thôi mà. Tôi muốn hỏi thêm tí này. Trước đây chị đã dùng các loại rau để mà nghe người ta mách là nó giảm đường huyết. Thì kết quả như thế nào những lần trước dùng? Nó xuống đường cũng bình thường, nó trở lại đường lượng đường bình thường, nhưng mà phải ăn kiêng. Còn bây giờ em uống cái cân cái hai cái tuần lễ này, cái phép lạ là vậy nè. Em bất ngờ thì em lại nghĩ tới cái cây đó, tại có cái bà em không nhớ bà nào, chỉ đi ngang qua nói mua cái cây này nè, về xay uống nước là hết thôi, là nó sẽ giảm đường chứ có cho chi. Tức là đi chợ chung với nhau mà họ biết, họ nói vậy. Thì bây giờ cái phép lạ của cha là như vậy nè, em chỉ có ra mua mỗi cây cần em uống trong cái tháng này thôi, chứ em không ăn cái rau nào hết. Hồi trước em ăn đủ thứ rau, em uống đủ thứ, cái Việt Nam mang về đủ thứ nước để uống, mà giống như là đủ thứ nước tiểu đường này nọ em uống, thì em không biết là có cái nào. Nhưng mà lần này thật sự là một cái phép màu của đúng là cha rồi. Tại vì em nghĩ là em không có ăn cái nào hết, mà em uống mỗi cái nước này thôi, mà em á, em ăn uống bình thường, em ra ngoài chợ em vẫn ăn của đồ họ nấu. Trong lúc đó chị vẫn đang uống thuốc bác sĩ không? Dạ có uống bác sĩ, tại vì thuốc thì phải không ngừng được rồi. Nhưng mà hồi trước em có uống thuốc bác sĩ, em có uống thuốc dược thảo này nọ, em vẫn lên 300. Em cái lạ là em cái đang nói trong lòng em, cái lạ là thật sự là em nói bằng sự thật đó, không có phải nói quảng cáo hay cái gì hết, là em nói vậy nè. Em không có uống một cây nào hết ngoài cái cây cần đó thôi, mà nó rất là rẻ tiền. Mà em nói cha, chứ cha nói đâu cần phải đến bác sĩ nào đâu. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu phần 2 của chương trình truyền hình nhiều kỳ Phép Lạ Cha Diệp, Trương Bửu Diệp Foundation xin chân thành cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt thành của quý vị với phần 1 của Phép Lạ Cha Diệp. Ngay sau khi vừa được phát trên truyền hình, đã có nhiều quý vị gọi về văn phòng
để bày tỏ sự hưởng ứng và yêu cầu bản DVD để gửi cho người thân ở xa. Nhân dịp này, chúng tôi xin nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ Phép Lạ Cha Diệp không chỉ được phát trên kênh 57.5 vào 9 giờ sáng mỗi thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19, mà còn được post trên website chuyenbuổidiep.org. Những câu chuyện Phép Lạ Cha Diệp cũng sẽ in thành sách để phân phát miễn phí cho mọi người. Đặc biệt, quý vị ở xa xin gọi cho hội tại 714-537-8159 và 714-362-6608 hoặc email tại info@chuyenbuổidiep.org. Phần 2 của chương trình Phép Lạ Cha Diệp xin được bắt đầu với ơn cứu mạng xảy ra cho chị Nguyễn Thị Thu Hà tại thành phố Orange, California. Nguy cơ tử vong đã rất gần khi chị Hà bị sốt cao, bụng ngày một phình ra do sót nhau sau khi sinh tại nhà. Tình hình càng nguy cập hơn khi chị gần như hôn mê, khó thở, mà nhà chị thì quá xa bệnh viện. Làm sao chị có thể thoát được tình trạng thập tử nhất sinh khi tính mạng của chị như nghìn cân treo sợi tóc này? Em là Nguyễn Thị Thu Hà. Ở đây thì ở thành phố nào chị? Orange. Em ở Orange, thành phố Orange. Dạ. Được biết là chị có những cái câu chuyện về ơn lành của cha xảy ra cho chị. Dạ. Chị vui lòng kể lại cho khán thính giả của chương trình truyền hình Chuyên Bộ Diệp được không ạ? Dạ, được. Em kể ra cũng như em tạ ơn cha và em làm sáng danh cha là người đã giúp đỡ em trong một việc sống chết đó. Dạ. Thì bây giờ em nhớ hoài khắc nghi trong đời em. Hôm nay có dịp em đến đây và em chia sẻ với em nói những phép lạ mà cha đã ban cho em. Là năm 1998, em sanh đứa gái Úc á, sau cùng là em ở quê mà sanh mụ dương á, tức là người mụ ở quê là không phải đi đến nhà bảo sanh mà đi tới tận nhà sanh mình đó. Khi mà em sanh đứa con được 3 ngày thì trong 3 ngày đó em bỏ ăn bỏ uống vì người mụ không lấy được sạch cái nhau của người đàn bà ra đó. Cái khi đó em không biết, từ ở quê em không biết, cái bụng em nó cứ to dần nó to lắm. Mà đến đó là ngày đó là ngày thứ tư rồi. Em cảm thấy trong người em nặng ngực, không thở được nữa. Cái em á, từ chiều đến tối em nói chồng em là em cảm thấy nặng nề trong người, em không ngồi nổi. Chồng em á chạy lên nhà nói với bà mụ là bây giờ vợ tôi sanh mà giờ nó bị cái bụng nó to như vậy. Bà biết, bà là mụ, bà biết em bị sốt nhau rồi. Nhưng bây giờ bà né luôn, khi đó là bà lánh mặt luôn. Chồng em lên nhiều lần, bà cứ nói về đi, chút bà xuống nhà, về đi chút xuống nhà. Mà ông chồng sốt ruột chạy lên nhà 4-5 lần nữa thì bà biến luôn. 6-7 giờ tối là bà lánh mặt luôn. Khi đó bà nói với con gái bà là khi nào mà chồng nó lên đó, là kêu đâm cái lá bồ ngót, đâm một tô lá bồ ngót uống vô. Khi đó chồng em chạy về, con bà nói lại cho bà lánh mặt rồi, khi đó bà trốn rồi. Cái khi đó chồng em chạy về, chạy ra chợ mua cái lá bồ ngót, cũng nghe lời bà, đâm một tô lá bồ ngót xong rồi uống vô. Cái bụng em nó càng ngày nó càng phình to nữa. Nó không bớt tí nào. Nó không bớt tí nào. Em sắp đứng chồng luôn đó anh. Em nặng ngực quá. Nó cái hơi nó thật lên mà em nó nặng ngực. Em thấy con người em càng ngày càng nặng. Từ dưới chân nặng lên ngực em nặng rồi. Sắp đứng chồng. Cái em nó nói chồng em là anh ơi em hết biết mình rồi. Cái khi đó là chồng em coi như dắt dò anh cổ. Anh chạy đi hỏi hàng xóm ở đâu có xe để đưa vợ đi bệnh viện. Hồi xưa quê cả một xã có mấy chiếc xe du lịch mà đi hợp đồng thôi. Cái là lúc mà em hết biết mình lúc đó là 1 giờ khuya đó anh. Tới từ cầm cự từ chiều mà đến 1 giờ khuya. Xong bắt đầu cái số em cũng lớn chứ thôi em chết em mất tiêu rồi. Cái xong cái chồng em đi chạy lại hàng xóm, cái ông đó chỉ có còn chiếc xe của ổng chưa đi hợp đồng. Nhưng mà ổng lại bị tiêu chảy, ổng không chạy đi hỏi nữa. Cái số khổ vậy. Cái chồng em khóc ổng muốn lại em nói anh gắng chở vợ tôi đi bệnh viện. Ổng nói không. Bây giờ tôi không đi nổi, tôi bị tiêu chảy cả đêm, bây giờ tôi giao xe anh đi. Chồng em lại không biết chạy xe thì làm sao. Cái cũng như quýnh quá rồi, anh không biết làm sao nữa. Mà lúc đó ảnh là người lương theo đạo em. Anh quýnh quá, anh không biết làm sao. Cái ảnh nghe, thường nghe người ta nói cha Diệp linh lắm. Nhưng mà trong nhà thì có hình cha Diệp nhỏ nè. Cái ảnh nghĩ là tới cha Diệp, rồi nghe cha Diệp linh thôi chứ ảnh cũng không biết. Cái ảnh chạy về nhà góp một ly nước, nước bình thường, nước lạnh, nước lọc bình thường thôi. Anh để trên bàn thờ, xong anh đọc một kinh lạy cha, kính mừng sáng danh.
là anh đọc anh nghĩ em cùng đường rồi, bây giờ anh chỉ còn làm cách đó rồi. Cái là kinh lại cha cũng mừng sáng danh, xong nói cha ơi, cha cứu vợ con, giờ vợ con nó sắp chết rồi mà giờ con đang kêu xe, người ta kêu giờ người ta đi kiếm tài xế đó, người ta đang kiếm tài xế, chừng nào có tài xế đã người ta mới lại rước vợ con đi bệnh viện, mà giờ cảm thấy đuối rồi. Cái là chồng em đọc lại cha kính mừng sáng danh, đọc ba kinh, là chồng em bưng vô trong buồng cho em uống cái ly nước đó, em uống cái ly nước đó thôi chứ không có thuốc gì hết, mà tự động cái bụng em nó xẹp, người em nó khỏe, cái bụng nó xẹp hẳn luôn. Trong một đêm em ngủ ngon đến sáng, xong rồi một ngày em khỏe đến sáng sớm lại chồng em nói ủa sao mà em im em khỏe vậy nè, em ngồi vậy em đòi ăn, em thèm ăn, thì em gờ cái bụng em nó xẹp, em nhờ uống ly nước đó đó em xẹp. Xẹp xong đó rồi cũng qua một đêm sau nữa thì em mới nằm mơ, qua một ngày đó xong rồi đến tối lại thì đâu cũng 3-4 giờ sáng em đang sanh có em bé nằm bên á đó. Cái em mơ mơ màng màng trong mơ chứ mình thức đó chứ mình không phải ngủ mê, nhưng mà Chúa nên đã hy sinh bên nhàn thành Chúa, cha luôn ghé mắt xuống gian. Dạ, tên tôi là Đức Nguyễn. Dạ. Tôi ở 14101 Ulick Street. Dạ. Dạ. Thành phố là Gần Rô. Dạ. Đúng gần đây. Dạ, rồi cũng ở gần chỗ này. Dạ. Được biết là anh đến văn phòng hôm nay để có một cái ân lành muốn chia sẻ với mọi người. Xin anh cho là vui lòng cho chúng tôi biết cái ân lành bạn nhận được qua lời cầu bầu cha Diệp. Dạ. Thì sở dĩ mà tôi biết được cái chỗ mà cha Diệp này á là qua cái chương trình TV, là tôi mới biết được cái chỗ này. Mà khi tôi biết được cái chỗ này rồi là tôi nói dứt khoát tôi phải đến đây. Bởi vì tôi nghĩ là mình rất là may mắn, mình được ở gần với cha Diệp, mà mình không đến là một cái điều rất thiếu sót. Thành ra tôi phải đi, dù là công việc nó rất là bề bộn, busy, nhưng mình cũng phải đến đây để chia sẻ những cái gì mà mình có được, cái hồng ân của cha Diệp đã ban cho mình để giúp mình vượt qua những cái khó khăn khi mà cái lời cầu nguyện của mình nó đã trở thành hiện thực. Thành ra cái chia sẻ này để cho mọi người thấy rằng đây là một cái rất là quyền bí và một cái rất là về tâm linh, mà con người của mình ai sống cũng hướng thiện hết, và ai sống cũng phải cần có cái chỗ dựa về tinh thần, mà cái chỗ dựa tinh thần là phải có cái đạo đức, phải có cái tâm, thì mình dựa vào đó để giúp mình vượt qua những cái khó khăn, hay là giúp cho con người của mình mỗi khi mình té mình phải đứng dậy được, chứ mình không có té rồi mình té luôn. Thành ra tôi chia sẻ ở đây là bởi vì á, chính bản thân của tôi có rất là nhiều lần mà mình gặp những cái chuyện giống như chuyện gia đình, rồi cái chuyện ngoài đời, những cái chuyện rất là nhỏ nhặt nhưng cũng phải cần cái cầu nguyện với Đức Cha. Giống như tôi đang đi lạc trong rừng, tôi nhìn toàn là rừng và tôi nhìn toàn là núi xung quanh tôi, là núi rừng với lại toàn là vực thẳm không à, mà tôi đang chạy xe, mà trên cái đường đó là cái đường như là cái đường mòn. Cái này là chuyện sự thật ở Mỹ này luôn chứ không ở đâu hết á. Tôi chạy xuyên bang từ bên Georgia về tới Cali này, chạy qua tới 10 bang lận. Tôi nói kiểu này là chết rồi, mà giờ đó là 7 giờ mấy chiều, mấy con nai trong rừng là tối. Mà nhờ mùa hè nó còn sáng một tí, nai nó ra nó nhìn tôi rồi nó bỏ chạy vô rừng. Là chiều tối mà tôi nói cái cảnh này mà không thoát ra cái rừng này thì đêm nay ngủ trong rừng này như thế nào. Mà cái đường đó đó là cái đường đó, nó gọi là cái đường coi như là đường giống như mình kêu là đường mòn đi. Cái đường đó là cái đường coi ít như người là đi lại. Cái đường đó nó very old đó. Tôi coi như là tôi mới cầu nguyện với Đức Cha. Mà sau cái lời cầu nguyện của tôi rồi á, tôi nói bây giờ chỉ có Đức Cha mới cứu con nổi thôi, chỉ có cha mới cứu con được thôi, con mới thoát ra khỏi chỗ này thôi, hay là như thế nào đó nó không cần biết. Nhưng mà bây giờ cái tâm lúc đó, cái tâm mình động rồi, mình cầu nguyện nhanh mà phải lái xe nữa, thì
tôi nói giống như là một cái màn sân khấu vậy. Thì cầu nguyện chút xíu sao thì giống như trời ơi, sao tự nhiên tôi ra đường lớn trời mà nãy tôi nhìn toàn rừng không à. À lúc anh đi lạc hay sao? Đấy, đi lạc. Ồ, đang lạc trong một cái đường lạc mòn. Trong đường mòn trong đường rừng á mà chiều tối rồi. 7 giờ mấy rồi nhưng mà mùa hè nó sáng như chút xíu sao á. Là tối hù à. Đúng rồi. Đêm nay là mình ngủ nghỉ trong rừng thì như thế nào? Đang lo. À. Thì giống như là vừa cầu nguyện xong chưa đầy 3 phút nữa, 5 phút nữa. Nói quá đáng. Như một cái màn dở ra sân khấu vậy. Trời ơi, ra đường lớn sao mừng như vậy. Đúng có đường nhựa rồi. Nãy giờ đi đâu có đường nhựa. À, đường mòn là đường đất. Dạ. Yeah. Nhìn qua bên phải, nhìn qua bên trái. Linh như cha em dẫn quẹo qua trái. Vừa quẹo trái chạy xíu thấy, trời ơi, ngân hàng Wells Fargo nữa. Đó chỉ là có thầy thị tứ rồi. Có đèn. Đó là cái mà mình coi như là mình không hiểu được. Và tôi chỉ chia sẻ vậy thôi chứ tôi cũng không giải thích được như thế nào. Yeah. Cha thì tôi muốn hỏi rõ thêm là mọi khi anh vẫn đi đường đó, sao lại nói anh bị lạc? Hồi đó giờ tôi đâu có đi đường đó tại vì lần đầu tiên tôi chạy xuyên bang. À, bữa là lần đầu tiên? Giờ lần đầu tiên không là tôi chạy xuyên bang. Mà tôi nói là bây giờ mình set up GPS đi thì nó dẫn mình đi là mình đi theo máy thôi. Đúng rồi. Chứ mà biết sao giờ. Ừ. Nhưng mà không biết tại sao tôi đi lạc giờ tôi quá sợ. Đó là một cái chuyện điển hình. Hồi ở Việt Nam tôi cũng có một cái chuyện rắc rối về gia đình. Nói chung cái chuyện rắc rối về gia đình thì cũng là cái vấn đề hiểu lầm thôi. Nhưng mà mình không muốn là cái chuyện rắc rối gia đình nó sẽ đi đến cái đổ vỡ gia đình của mình là mình không muốn. Cho nên là tôi mới thành tâm tôi mới cầu nguyện với cha Diệp. Lúc đó là biết cha rồi. Dạ. Biết nhưng mà hồi đó giờ chưa nghe nói thì chưa nghe. Cầu nguyện. Thành ra đó là khi đó thì mình cũng tin tưởng. Mình cầu nguyện đại đi. Thầy cha giúp mình hay không biết liền. Đó. Mà bây giờ thì tôi nói với anh là cái gì cũng vậy chứ. Chết đuối là giới cả cộng rơm. Dạ, đúng rồi. Thành ra khi đó còn chỗ dựa tinh thần cuối cùng lại là cha Trương Bưu Diệp. Dạ. Thì giờ cầu nguyện chỉ có cha mới biết mình thôi, mới cứu mình được thôi, chứ không ai cứu nữa. Đó. Thành ra tôi cầu nguyện, thì tôi cầu nguyện rồi sao tự nhiên cái chuyện đó là em. Đó. Là tại sao mà tôi biết là do bên vợ tôi, bà má đó, bà cũng đi qua đây. Bà về bà kể, bà nói con, hồi lúc qua gia đình lộn xộn lắm. Anh em lu bu, nhà thì đông. Mà má cũng buồn lắm, bởi cái má cũng nghe người ta nói vậy, má cầu nguyện với cha Diệp á, ông cha Diệp cũng lưng lắm á. Thầy tôi